mà nó có chân câu lấy tay V nè mà cho em. Green B-R-I-M á. Bài Green. Chạy nhảy nè bánh quái vật. Wow, bảo vệ đâu nè mà công chúa đó. Vượt phải, vượt qua trái, vuốt qua phải, nhảy lên. Wow. Tiếp tục nè, vớt vẹt. Bây giờ chúng ta cùng nhau xoát tim. Chém. Bùm. Có quái vật kèm monster, chúng ta sẽ bị chết chúng, tiêu diệt chúng, bảo vệ tòa lâu đài chúng ta. Bùm, chiến thắng. Good job. Tiếp tục nào. Tiến lên. Quái vật đây rồi. Yeah, lượm tiền vàng luôn. Bum. Ôi, tiền vàng nhiều quá. À, thắng chạy kìa. Thắng bình đồ của cô Liễn chạy kìa. Bay rồi. Ôi da, bị tấn công rồi, mất máu nhiều quá. À, xuất hiện một tên yêu quái monster thì diệt cô Liễn. À, buổi tối rồi. Đập kim cương luôn. Hay quá. Kim cương hồng. À, hắn có đập mấy khi. Đập hai phát hắn mới tiêu rồi. Bum. Bum. Điểm số của lại đang lên rất nhiều. Gần 500 tiền vàng luôn rồi. Ôi, tiền vàng lớn. Chạy đâu tao hết. Ôi, ở lên trên luôn. Wow, chạy lên trên thiên đường. Thiên đàng nè, đẹp chưa? Nhảy lên. Haha. Tiêu diệt monster. Tôi cầm tiền, hai cái hắn mới tiêu lận. Thấy chưa? Ôi, tiêu quầy. À, nó quầy nhảy kịp. Xong rồi.
skill mới, kỹ năng mới. Bum, hay quá. Bye.